À, chúng ta tiếp tục với Unit 3 Progress Check, trang 66 phần vocabulary. Bây giờ chúng ta này cắt hành tây thì chúng ta phải chop the onion with a knife. Cắt hành tây với con dao. Đánh trứng với một cái đánh trứng. Beat the egg with a whisk. Câu số 3, để làm khoai tây chiên thì hãy gọt vỏ khoai tây và sắt lát thành lát mỏng. To make a potato chips, peel the potato and slice them thin. Câu số 2, khoan tròn và từ các loại. Vegetable là rau củ thì chúng ta có onion, có lettuce, có cucumber. Chúng ta khoan và grind, nó không phải là rau củ. Fruit trái cây, chúng ta có cherry, có strawberry và chúng ta có oranges là trái cây. Chicken không phải trái cây. Câu số 3, thực phẩm từ sữa thì chúng ta có sữa, có bơ, có format và trà không phải là thực phẩm từ sữa. Câu số 4, grain là hạt. Hạt chúng ta có bánh mì, có bột, có ngũ cốc, cá thì chúng ta khoan bằng cá. Rồi sang cái bài ngữ pháp. Bài số 3 trang 66 đó là gì, chọn cái đáp án đúng. Bây giờ táo là danh từ đếm được số nhiều, chúng ta sẽ how many nhá. Bạn có chúng ta cần bao nhiêu quả táo? Không nhiều lắm, not many. Không có nhiều mì ống, mì ống không đếm được, chúng ta sẽ merge. Can you buy a package please? Bạn có thể mua một gói không? Can I please have some tea? Đây là câu đề nghị, chúng ta xài some một. Bây giờ trà thì phải xài cup rồi. A cup is fine. Câu số 4, there are a few oranges in the fridge. Có một ít cam ở trong tủ lạnh. Bây giờ cam là danh từ đếm được số nhiều, chúng ta xài a few chứ chúng ta không xài a little. Chúng ta có thể làm nước bánh cam. An orange cake. Câu số 5, there are any oranges? Không có nhiều, không có quả cam nào hết trơn á. Chúng ta hãy đi mua chút nha, xăm nha. Câu số 6, sữa là danh từ không đếm được này. Cái thứ hai đây là câu phủ định, các bạn sẽ any. Would you like là câu khẳng định, chúng ta sẽ xăm. Rồi câu tiếp theo, can you please buy tức là bánh mì sẽ a lot rồi, ổ bánh mì. Và hộp sữa thì phải xài carton rồi. Câu số 8, do sữa chua là danh từ không đếm được, chúng ta sẽ a little. Và đây, would you like, đây là câu hỏi, đây là câu khẳng định, chúng ta không phải, đây là câu lời đề nghị, chúng ta sẽ xăm. Đó là cái bài số 3. Ăn gì dữ mèo. Sang bài số 4 thì liên quan phần so sánh hơn và so sánh nhất này. Quán cà phê này thì mắc hơn quán cà phê kia. Chúng ta để ý thấy có từ dan thì chúng ta phải xài so sánh hơn ở đây, và tính từ dài là more expensive than. Tiếp theo cũng là so sánh hơn, có từ dan. Cheap là tính từ ngắn, cheap và dan. Câu số 3, đây là so sánh nhất. Đây là cái nhà hàng mà có khuynh hướng, có xu hướng nhất trong thị trấn này. Bây giờ trendy là tính từ ngắn, trendy it, the trendy it. Câu số 4, cái bánh này là cái bánh ngon nhất trong quán cà phê này, so sánh nhất, the most delicious, tính từ dài. Câu số 5, đây là cái gì? Đây là cái nơi mà tốt nhất để mua cái bánh burger nha. The best, cũng trở thành the best. Tôi thấy cái hot dog thì ngon hơn là fish và chip, đơn xanh hơn, tastier. Mark là cái người mà nổi tiếng, Mark. Nhà hàng của Mark là cái nhà hàng mà ăn nhanh phổ biến nhất trong khu vực, so sánh nhất, the most popular. Tiếp theo many trở thành modern, so sánh hơn modern nhé. Rồi chúng ta xong cái bài 1, 2, 3, 4, trang 66.